Coi lại clip này, mới đây mày đã 2 năm rồi, nhanh thiệt chứ. Đúng rồi, tôi mua đồ mới cho Phương. Ủa, mua đồ gì? Thì mua áo dài, còn 2 tuần nữa là nhập học rồi. Quên nữa, trường mình lớp 8 thì phải mặc áo dài rồi. Mặc áo dài vô nó nóng được, với lại chạy xe đạp nó mất tiện dữ lắm. Người ta là thiếu nữ á, người ta mặc áo dài vô đây làm chi? Để tô mình số đo 3 vòng thì nó mới đẹp. Còn mấy người á, có cái con khỉ gì đâu mà mặc áo dài. Còn cái con nhỏ bánh bèo này nữa, phải đặt riêng cho nó một bộ áo dài màu đen. Cái giá đen khui như vậy nè, mà mặc áo dài màu trắng vô thì nó kỳ cục lắm. Phải rồi, ít nhất ba che mình còn được mặc áo dài. Đeo giống ai kia, muốn mặc mà cũng không được. Có ai có cái đề xuất đi xem phim hay là đi ăn uống gì không? Chứ chơi đi hoài chán quá à. Gần 20 tây tháng 8 rồi, sắp nhập học không lo, tối ngày ăn chơi hoài. Con Dương nói đúng rồi đó anh Ngáo, đi chơi hoài có được cái tích sự gì đâu. Với lại gần đây nghe nói có vài bộ phim ngôn tình hay lắm. Tối nay rảnh không? Đi coi phim với tao nha. Cái gì ngôn tình? Cho tao đi chung với. Mày, Biên. Đi coi phim còn sao không? Vui bằng đi du lịch. Nghỉ hè mấy năm trước anh Vinh dẫn tụi mình đi chơi rồi, còn hè năm nay chưa có đi đâu hết. Ủa mày nói gì Quang? Mới hồi tháng trước team mình đi ra Đà Lạt Lâm Đồng quay phim cơ mà. Cái đó là quay phim chứ chơi được có nhiều đâu. Được rồi, tụi mình phải đề xuất với anh Vinh tổ chức một chuyến đi chơi sao mới được. Không đã không cho mà sao? Mình chưa hỏi sao biết được, đúng không? Đúng rồi. Kiếm anh Vinh nè, đây nè. Chào các bạn. Thì vừa rồi team Tony có ghé ngang cái phòng làm việc của mình. Tụi nó đồng loạt biểu tình là muốn anh Vinh phải tổ chức một chuyến đi chơi xa. Không thôi là tụi nó sẽ tạo phản. Mình nghe xong mình cũng sợ quá. Thành ra mình cũng đặt một cái chiếc xe du lịch 16 chỗ. Ngày mai sẽ ghé nhà mình đón team rồi đi về Bà Rịa Vũng Tàu để mà quay clip. À thì trong thời gian từ đây tới chiều ngày mai trước khi lên xe đó, thì mình cũng phải tranh thủ cố gắng cắt vài cái clip để lên kênh sẵn. Để cái lúc mà tụi mình ra Bà Rịa Vũng Tàu đó các bạn, tụi mình quay phim thì các bạn cũng có clip mới mà các bạn xem. The next morning. Đem thay bộ đồ ngủ mà cho thoải mái. Cái áo này đẹp nè, cái gì để sáng mặt đi chơi. Ủa Dương, đang xong đồ hả? Đúng rồi. Cưng có mang nhiều đồ không? Để chung với lý chị nè. Em nghe thì có mấy bộ hà. Đợt trước em nghe theo lời chị, thì em theo 20 bộ rồi mà không có hết. Rút kinh nghiệm rồi, lần này đi theo vài bộ vừa đủ à. Chị cũng vậy nè, lần trước mang theo nhiều đồ kiếm cưng vậy đó, cũng đâu bằng hết đâu. Xong chưa Dương, đi chị đóng qua đi lại nè. Rồi xong rồi đó. Rồi đi chị đóng lại cho. Tới chưa mày? Tới rồi. Xin giới thiệu với các bạn lâu đài của mình. Nãy mày nói với tao hôm nay cha mày đi làm rồi mà. Bộ không có ở nhà hả? Đâu có đâu. Sao cửa mở kìa? À, mày sợ ăn trộm đột nhập vô nhà tao lấy đồ chứ gì? Trong nhà có gì giá trị đâu lấy. Đi vô nè. Đi vô, đứng đó làm gì? Quang, mày mới nói với tao nhà mày không có đồ giá trị. Cái tivi kìa. À, để nhìn cho nó sang thôi chứ hư rồi. Vậy cũng được đó hả? Rồi phòng mày đâu? Phòng đây nè. Ờ, gọi cái vali mày đâu Quang? Thôi, tao xài ba lô cho nó gọn. Rồi giống tao. Ê, cái quần này được mày? Được. Ê Quang, mày đừng có xếp đồ như vậy. Bỏ vô ba lô tốn diện tích dữ lắm. Mày cuộn lại như tao rồi nè, để mới được nhiều. Để tao làm thử. Nè bỏ nó đi, để tao chỉ cho. Đây. Quên nữa. Cái gì? Để tao lấy cái bọc, mới móc đựng đồ dơ riêng. Ừ đi đi. Hồi nãy mình soạn đồ xong rồi, bây giờ mình lên nhà anh Hùng chơi rồi soạn đồ tiếp ảnh luôn. Sẵn hôm nay mình sẽ hiệu nhà mình cho bạn biết luôn nha. Đó, phòng của mình nè. Rồi, vô thôi. Bạn đến. Phòng của mình á cũng rất là đơn giản. Chỉ có một cái bàn học, cái tủ với lại tấm đệm thôi nha. Trời ơi, phòng anh đã vậy, còn đẹp hơn phòng em luôn á. Thôi, hai anh em mình dọn đồ cho nhanh nè. Đó, lần này đi có mấy ngày à, anh cặp em phải chừng chục bộ thôi. Gì nhiều vậy, em đem theo có 5 bộ thôi á. Kệ em. Ê Phương, sẵn để hai cháu vui mạnh luôn đi. Gì vậy trời, đi du lịch có mấy ngày à, anh đem theo mấy con này làm chi? Tối ngủ anh đơn mấy con này ngủ miếng không? Không hiểu rồi. Kệ đi, phải đi gặp mà. Rồi, đó. Soạn đồ tiếp đi. Đồ nè. Rồi. The next day. Chào mọi người, thì team mình khởi hành vào lúc 4:30 chiều và địa điểm đầu tiên lên tới Bà Rịa Vũng Tàu đó là Lan Rừng Resort. Xe thôi, đi thôi anh ơi. Rồi, lên xe luôn. Rồi,
tới resort này nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau mới bắt đầu quay phim nha mọi người. Dạ. Để đủ đây. Đây này, cái vali của anh. Để vô giùm anh đi. Mời mấy đứa ra ngoài ngoài chọn vị trí ngồi đi. Đi anh ngáo anh lâu vậy. Đó, lên đi. Lên. A few moments later. Tim mình hơi đông cho nên lên xe 16 chỗ chật cứng rồi các bạn ơi. Bây giờ tụi mình ngủ nha, chứ thức không có làm được cái gì đâu. Nghỉ hè anh Vinh có nói dẫn tụi mình đi ra Đà Lạt quay phim 10 ngày. Cái chuyến đó thì có đi thì đó các bạn, nhưng mà đi quay phim chung miếng đầu không có thời gian để đi chơi luôn. Cho nên tụi mình mới đề nghị với anh Vinh làm thêm một chuyến du lịch nữa trước khi giờ nó học mới nè. Thôi ngủ đi hai đại ca ơi, dưỡng sức tới resort còn quay điện thoại phòng nữa. Đi mày. Vô đi. Đi vô. Đi vô. Ở đây có cái kệ giày dép nè, để vô đi cho gọn. Rồi đó. Thôi cái phòng này đẹp quá anh nhá ơi. Thôi vô nghỉ thôi đi em ơi. Đi 5-6 tiếng đồng hồ mệt quá bạn ơi. Bây giờ tụi mình cũng mới tới à, ai cũng mệt hết trơn á. Có gì mai tụi mình sẽ review cái phòng này cho các bạn xem nha. Ê, ê để cái giường này của anh nè. Nằm đây ngủ chứ tại dữ lắm. Ê. Quay, mày qua cái bàn nằm đi, tao biết bàn nằm đây chưa? Ê, còn tao ngủ ở đâu? Qua nằm chung với ngáo kìa. Ngáo anh ngáo, chị ngủ kẻ vô. Thôi thôi không được đâu, cái tướng em bự dữ lắm, sao mà ngủ chung được? Chặt lắm. Cái gì mà chặt? Ơi, xích quá. Đáp chung cái mền cho tình cảm nè. Thôi, tôi đi. Quy định của cái resort này mỗi phòng ở tối đa có 5 người hà. Phòng bên kia 5 bạn trai ở rồi. Giờ vậy em ở kế đó đi. Ủa vậy tối nay mày ngủ đâu? Cũng dễ lắm. Ngủ đâu cũng được chứ mày ơi. Rồi đó, ngủ ngon nha. Anh ngủ đó rồi, ba chị em ngủ đâu? Đây để tôi phân công lại cho nè. Thấy cái sofa không? Thấy. Phương vô đi, đúng rồi. Đó đó. Cái bàn này còn trống nè, vừa nằm hết á trên bàn. Ủa mà con chạy ngủ đâu? Thảo hả? Ngủ ngồi đi. Thôi ngủ đại mấy anh chị ơi, ngủ sớm sáng mai còn đi ăn buffet nữa. Sáng sớm sao mà mình gọi điện mấy thằng trai á không nào bắt máy trên các bạn. Để giờ vô phòng coi thử là nó đang làm cái trò gì đây hả? Trời đất ơi, sao nằm la liệt ở đây vậy? Còn ba ly với ba lô nó bỏ kìa các bạn. Thức dậy đi mấy đứa, 7:30 sáng rồi cưng ơi. Ta đi ăn hết rồi. Ủa sao anh có thẻ mà vô phòng tụi em vậy? Thì ngày hôm qua sảnh tiếp tân mỗi phòng mấy đứa anh đều giữ thẻ hết nè. Rồi đi với ăn nè. Ủa mà sao không ngủ trong phòng đi? Ủa làm gì có phòng? Chứ năm thằng mà có cái giường sao nằm mà anh? Mấy này nói gì trời. Đi đây chỉ cho này nè, mở cửa này ra cái đi. Em coi nè, cửa này nè. Mở ra đi em coi coi gì trống. Ôi, một cái phòng bự luôn nè. Mấy có vụ một cái phòng lớn mà chưa một cái phòng nhỏ anh Vinh. Ừ. Ê, có cái bàn công. Bàn công luôn. Tối buồn buồn ra ngoài uống sữa ngắm biển. Hả? Đây có cái view ngắm biển đẹp quá. Mát sao? Đã không? Đã. Mát chưa? Mát rồi vô đây đi. Mát rồi vô trong này nè. Cái giường này là hai thằng con trai ngủ ngon luôn. Cái này chắc là tủ đồ phải không anh? Không phải tủ đồ đâu cưng, mở ra một cái biết liền. Ôi, ôi. Nhà vệ sinh có bồn tắm luôn. Bồn tắm luôn kìa. Có chỗ tắm đứng luôn. Rồi đi ra đây, ra đây. Còn còn nữa. Còn nữa. Còn nhiều cái thú gì. Trời ơi, còn nữa. Thấy cái này gì không? Cái gì nữa anh? Cửa gì nó vậy? Mở cửa đi Vi. Còn tốt không mấy đứa? Ôi, phòng này có hai nhà vệ sinh hả? Nghĩ rồi, không lẽ giờ hai thằng mắc vệ sinh người không lẽ đi vô chung. Người ta làm gì cho mình tiện lợi. Rồi qua bên này đi. Thấy đây có hai cửa không? Thấy. Có gì nữa? Cửa nào tối mấy đứa có thấy không? Dạ không. Đó, mở cửa ra đi. Ôi, ôi. Không có ngã. Ôi. Đi qua. Quý nhà quá à. Đứng đây là có thể ngắm biển được luôn nè. Ôi, hai cái giường. Vậy mà tối năm thằng ra phòng khách ngủ chung. Tính ra anh với Ngọc còn ngủ trên giường, em ngủ trên bàn luôn nè. Còn mình với anh Đại ngủ trên ghế các bạn. Đây rút kinh nghiệm luôn mấy đứa. Hôm đó mình đi tới nơi nào á, mình phải quan sát kỹ giùm anh chút xíu nha.
Còn vợ thay đồ lẹ lẹ xuống dưới ăn buffet sáng cả. Sáng mà cũng có buffet nữa anh. Thay đồ lẹ lẹ đi, 9 giờ rưỡi người ta dẹp rồi đó. Thay đồ lẹ lẹ. Mày chạy trước đi qua ăn rồi tới tao. Chào bạn, thì tụi mình đang ở cái resort. Buổi sáng này thì sẽ có một cái buổi tiệc buffet từ 6:30 tới 9:30. Bây giờ mình sẽ cùng với Tiểu Hùng với chị Thảo đi lấy đồ ăn nha các bạn. Đi thôi, đi thôi. Let's go. Lấy dĩa nè, lấy dĩa. Đầu tiên mình sẽ lấy dĩa trước nha. Nói chờ bụng mà. Quên nữa. Còn đi tập gym đó. Rồi rồi, nhớ rồi. Đi qua tới bên này nè. Đâu bên đây có gì? Buổi sáng như vậy là đủ nha các bạn. Rồi gấp cho em đó anh ơi. Ok em. Qua đây lấy cái trứng cho tao. Đâu? Nào kệ đó. Để đi. Nè hả? Ừ. Mấy cái? Hai cái đi. Hai cái nha các bạn. Quá hấp dẫn. Đây là buổi sáng của mình nha các bạn. Rồi đi ra chỗ này ăn nè. Rồi có Tiểu Dương nữa nè các bạn. Rồi để đây nha. Rồi ngồi xuống ăn thôi Hùng ơi. Ok. Nhanh này chị Hảo. Rồi. Rồi ăn đi Hảo. Ngon không đại? Ngon, vừa ăn nó nháo. Ừ. Ăn đi em ơi. Có cơm nữa nè. Cơm nữa kìa. Quá rã luôn các bạn ơi. Ừ. Thôi bây giờ mình cũng vô mình ăn luôn nha các bạn. Trời, đói bụng quá trời luôn rồi. Chào mọi người, thì sau khi ăn sáng xong, dưỡng sức một tiếng đồng hồ thì mình chuyển qua phòng gym để rèn luyện sức khỏe nha. Tập 6 bánh. Dạ đi ra đi các bạn, đi ngực ngang. Nằm xuống vậy nè. Ngực ngang hay gì vậy? Thì ngực ngang là vị trí nó nằm ngay đây nè, nhìn kỹ nè, nhìn nè. Được nhìn xấu. Cái bài này là đường trên, nó sẽ bổ trợ cho cái khuôn ngực của em nó bự ra. Cái bài này nó nặng hơn cái bài ngực ngang nó rất là nhiều luôn. Em cầm này nè, hai tay sẽ đều nhau. Trời ơi, cái cây này là chuẩn quốc tế nha bạn, 20 kg. Để đây, hít sâu vô. Rồi nhảy lên thở. Rồi, rõ chưa? Nhắm nhảy hông mày, cô đi thẳng, vô thử lên. Nặng lắm đó nha. Cái bài này nặng lắm nha sĩ. Trời, thử rồi. Thử rồi. Đúng rồi, rồi. Thở ra. Hai nha. Thôi. Em biết cái bài này nè. Cái bài này là tập bụng đúng không? Đúng rồi. Đây em thử tập lên nghỉ rồi á. Tập thử cho coi cái. Thấp xuống luôn, thấp xuống luôn. Thấp xuống đây luôn. Rồi bắt đầu gặp lên. Rồi thấp xuống, gặp lên. Rồi. Mày tập trung vô nè. Thôi mày ơi, tao có 6 búa sẵn rồi, tập chi nữa. Phải không? Cái gì vậy? Không tin nó gì? Không, nhìn cho kỹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy sao? Thôi thôi đại ca, vô tập bụng giùm em luôn đi ha. Ê, còn cái bài này tập sao hả? À, cái bài này là tập lưng xô, em chỉ cho. Dạ. Hai tay em nhịn ngang ngang với da nha. Nè. Hít sâu vô trước nè, hai chân nhìn hai chân anh thấy không? Thả lỏng sâu vô trước rồi kéo. Rồi hết, thở ra. Hít sâu vô. Thu lên, thở ra. Đó. Rồi. Ok chưa? Ok anh ơi, thở ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Ba cái bài tập này quá đơn giản. Rồi, còn cái khu vực bên này là dành cho mấy bạn nữ chạy bộ. Tụi mình là con gái, không có luyện tập sức mạnh như mấy con trai được. Cho nên chỉ đi bộ để ổn định huyết áp thôi. Đi nhanh nhanh lên chút đi. Tiểu ba. Đánh mấy cái mệt rồi đó. Bây giờ về ngủ tí tắm biển.
thường ngày ăn uống không có hợp lý, tiếc cái bụng bự như con cóc luôn rồi. Bây giờ phải xài tới cái máy dung bụng hả, giảm mỡ lại mới được. Đây, bật lên. Cắn vô lại. Ở trong làng rừng resort này nè, có một cái khu trồng rau sạch. Bây giờ tụi mình sẽ vô đây tham quan, rồi sẵn hái một ít rau luôn nha. Không có bánh kia, bánh kia nhiều rau á. Xanh thiệt luôn á. Rau này là rau gì chị Dương? Chị cũng không có biết nữa. Mà con nhận ra tương xanh nghe ha. Đúng rồi. Ê, cái thiệt chị biết đó. Đâu? Cái thiệt kìa. Đây nè. Ôi, rau tốt của kìa cháu ơi. Mình sẽ hái vài cây nhờ đầu bếp chế biến món cải thịa sốt nấm trong cơ nhé các bạn. Chị Thảo ơi, chị muốn ăn rau xào á, về nhà nhờ mẹ nấu cho ăn. Chứ trong resort này thiếu gì món, tự nhiên đòi ăn rau xào. Đúng rồi đó. Trời ơi, ở nhà mua rau, biết người ta có tưới thuốc sâu hay không? Còn này là rau sạch, trồng ở trong nhà kính, đảm bảo an toàn luôn. Chị Thảo nói đúng rồi đó. Giờ tụi mình hái một ít rau đi, rồi đem đi chế biến. Coi nó có ngon hơn ngoài chợ không? Thôi, mấy người hái tiếp đi. Tôi không thích ăn cải thịa đâu, tôi qua hái cải xanh. Trời ơi, cải đâu mà bự dữ vậy trời. Ui, bự quá trời luôn này các bạn ơi. Cái sở thích của mình á là mỗi bữa cơm là phải có một tô canh, mà cái món canh mình yêu thích á là cải xanh thịt bằm. Các bạn nào mà có sở thích giống mình á thì bình luận ở bên dưới nha. Thôi mình đi hái tiếp đây. Ui, trời ơi cái này nó bự, đó lấy luôn. Nãy giờ hái được quá trời rau luôn, bây giờ tụi mình sẽ đem vô chổng đi nhờ đầu bếp chế biến nha. Hồi sáng mình đấm bao cá có mấy cái nha, tới giờ cái da vẫn còn nhức luôn nè. Thôi anh Hùng ơi, mình hái rau xong rồi thì đem vô cho nhà hàng chế biến lẹ đi, chứ không hồi héo bây giờ. Đúng rồi đó, đem vô lẹ đi, chị cũng đói bụng rồi nè. Dạ. One hour later. Sau khi tập gym xong, giờ tụi mình sẽ đi ăn để chiều có sức tắm biển nha các bạn. Tập gym có 10 phút à, mà nãy giờ tụi mình lên phòng nghỉ ngơi đâu cả tiếng á. Bây giờ vẫn còn mệt luôn các bạn. Ủa, anh Vinh đâu ta? Anh Vinh đâu rồi? À, chắc là anh vẫn còn đang tập gym á. Tại vì quy tắc mỗi lần tập gym của anh là phải đủ 60 phút. Còn tụi mình á, tập 6 phút là đủ rồi, không cần tập nhiều đâu. Thôi vô ăn đi anh chị, ta dọn món sẵn rồi kìa. Mục đích của mình tập gym là để cho nó ốm xuống, mặt thon, nhìn cho đẹp trai. Mới tập có chút xíu à, vô đây gặp một đống món ngon, chắc lên ký nữa quá. Mà thôi, ăn đi, về nhà giảm cân sao. Nói kìa, đâu, ăn thử miếng cải xanh sạch đẹp cái coi. Rồi, này đi. Ủa, sao cái vị nó y hệt cải xanh với mình vậy trời? Cải vị nào mà không giống nhau, quan trọng là chất lượng bên trong, mình ăn vô nó bổ. Như cải thịa sốt nấm trong cô chị nè. Ngon không chị, cho miếng. Thử miếng này. Rồi, đó, thử miếng. Em ơi, giúp anh dọn đồ ăn bên bàn đi. Để giờ anh gọi Tim lên xuống ăn chưa? Tức là các bạn là tiên lên mới ăn chưa xong hả? Dạ đúng rồi, mới lên phòng luôn đó. À, cho anh xin chén cơm cháy đi. Bây giờ cũng là 3 giờ chiều rồi, cho nên tụi mình sẽ xuống đây tắm biển nha các bạn. Thì ngày hôm nay tiên mình có thêm một thành viên mới nha. Ủa ai? Đây nè, con cua đây nè. Ê, tới biển kìa, mấy đứa ơi, xuống tắm biển rồi. Ê, quen. Em cởi con gùa này xuống biển chơi chung với anh nha. Anh bị ngáo, anh ngáo. Sông biển đến mạnh vậy, mình không có cây chèo sao bơi ngoài được. Ê, Thanh, em đi chơi chung với anh nha. Thôi anh chơi ở đây đi, em tắm đây được rồi. Đi ra chơi đi. Chị Thảo. Vậy? Chị đi chơi chung với em không? Thôi, con tự chơi mình đi. Chị nghĩ con gùa không bơi ra biển được đâu. Trời ơi, con gùa đẹp vậy mà chị chơi hả? Thôi em chơi mình luôn. Đây. Mình sẽ để con gùa này nha các bạn. Đó, để nó lại đi. Lên bờ bắt chớn nha. Đau quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra xa luôn nha các bạn. Trời, nóng như trời. Đó, villa liền, chị biển này. Quá đẹp. Xuống tắm biển nè, nước mát dữ lắm.
hồi mấy má, nước lạnh chết luôn, tắm về. Thôi xuống tắm cho vui. Đúng rồi, xuống tắm đi. Không nha, mấy cái đứa nhà quê này bộ lần đầu tiên nhìn thấy biển hả? Tắm. Thôi xuống tắm. Chút rồi đó. Đi. Vui là con gái hả? Vui là con gái hả? Yeah. Rồi, chơi nè. Bỏ, thì lặn đua hả? Ờ. Tao chơi với. Tao chơi luôn nè. 1, 2, 3. Ta đua rồi. Ơi. Hôm nay làm gì chổng từ mấy đứa? Hồi nãy giờ mình tắm ở dưới đây cũng nhiều lên chảnh rồi. Trời ơi, làm gì cả? Ủa nó làm gì? Ủa? Nó làm gì? Nó làm gì vậy? Vô coi. Nó làm cho mèo gì á? Vô đây nè, vô đây nè, quan, khỏe quan. Đi luôn. Vô quan. Ê, mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, mặt địch nè. Trời ơi, anh em ơi, quay đây coi nè, trời ơi, nhanh lên, trời ơi, tình hồn, tình đâu, cái gì mà gì, Hương đây đó. Cái gì vậy? Con nhận gì Hùng? Cái ông già gì mà bụng khỏe mà còn ở trận nữa mày. Không phải, nhìn xa lên, bên trái 10 mét á. Ừ. Ê, Thanh Dương Dương kìa. Đúng rồi. Thanh lấy con rùa của anh Ngáo cho ông Dương mượn. Ôi, còn Thanh đang làm gì? Thanh đang làm nô lệ cho con rùa để kéo ông Dương. Cái gì? Thằng Thanh dám lấy con rùa của anh để cho con Dương ngồi lên để đẩy đi chơi hả? Ừ. Trời ơi, con này ghen dữ ta, để anh đi xử nó nè. Thôi, cho người ta không gian lãng mạn đi. Anh phá người ta hoài, chừng Thanh nó đập anh đó. Thằng Hùng này nói đúng nè. Đúng rồi. Thằng Thanh này tính của nó cọc dữ ghen dữ lắm. Với nó đang trong cái độ tuổi á, máu liều nhiều máu não nữa. Thôi, cho nó mượn con rùa chứ không sao rồi, đâu. Đi tắm biển, đi tắm biển. Sao? Các bạn thấy team mình làm nghệ nhân điêu khắc được chưa? Quá đẹp luôn các bạn ơi! Ủa? Mấy người đang làm gì vậy? Thì đang đắp cát nè anh Ngáo. Ý anh hỏi em á, là đang làm cái hình gì? Nàng tiên ca anh Dương. Cái gì mà cũng được gọi là nghệ thuật nữa hả? Đứng lên! Đi qua đây! Nhìn kỹ vô nha! Cá mập quang! Cá mập quang! Còn cỡ gì nữa các bạn, xem clip cười hoài mà quên đăng ký luôn rồi kìa. Bây giờ các bạn bấm vào nút đăng ký, bấm like, bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Hiện tại tụi mình đang đi du lịch, sắp tới sẽ ra một cái series đi chơi. Các bạn nhớ ủng hộ tụi mình nha. Tụi mình hứa sẽ quay càng ngày càng đỉnh hơn nữa. Đi qua tạm biệt, đi tạm biệt. Đi tạm biệt. Trời ơi, nặng quá. À, chào mọi người, thì buổi chiều nay sau khi team mình tắm biển xong thì tối hôm nay tụi mình sẽ không ăn nhà hàng nữa mà chuyển sang trải nghiệm cảm giác ở cái quầy Real and Chill này đây. Ủa, cái chỗ mua đồ ăn ở đâu vậy anh? Đây nè, giờ mấy đứa ăn cái gì cứ nói với chú đây. Quá trời đồ ăn đi. Chú ơi, lấy cho con cái phần hào đậu bắp này đi chú. Rồi, ok. Anh ơi, em với anh nè, chú xin được Bò xin que. Rồi, chú không có kịp nhớ đâu.
Rồi với lại chú lấy cho con thêm cái phần hào này luôn nha. Rồi. Chế biến là bơ tỏi với nước mỡ hành. Chứ lấy cho con thêm phần đậu bắp nướng chao luôn nha. Rồi vậy đi chú ơi, chú nhớ không? Nhớ được rồi, thôi tim mình ra ngoài bàn ăn đi. Rồi. Tối ngày hôm nay tim mình sẽ trải nghiệm vừa ăn vừa hóng gió biển nha các bạn. Đây 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 đây. Đó rồi đi đằng kia đi. Đằng này anh. Ngon quá nhỏ ơi, ngon không ngon? Món tao chưa ra ngon gì mày. À, tội nghiệp quá. Thôi, cho mày ăn sau nè. Ăn đi, đỏ quá. Ăn đi, nhịn gì? Ăn không mày, không ăn, đưa đây ăn luôn cho. Đúng rồi, cho em có cái đậu bắp không à. Mày ăn thôi mà, nhịn đi. Hồi sáng nay là mình tập gym được 6 phút đúng không? Bây giờ phải ăn bù lại 6 cục xúc xích đó các bạn ơi. Để bù lại năng lượng hồi sáng. Ăn cơm không? Cho mẹ ăn con nè. Ừ, cảm ơn nha. Ừ, nó thơm kìa bạn. Ê, theo mình á, ngoài việc đi du lịch để mở mang kiến thức thì mình còn phải ăn thiệt là nhiều. Ăn nhiều thì nó mới có sức đi chơi mới sướng đúng không các bạn? Cho anh cây luôn nha em. Dạ, cái này em đặt mà anh. Dạ, cho không? Dạ, cho anh ơi. Cho lại. Tối xong thì cũng hơn 10 giờ đó các bạn. Mấy anh em mình về phòng ngủ sớm đi dưỡng sức, ngày mai quay tiếp tập 2 của series đi chơi nè. Nghe nói tập 2 của series đi chơi là mình đi chùa khỉ gì á. Ủa, chùa khỉ là sao vậy? Thì dễ mà, chắc tại ngôi chùa này được xây gần một khu rừng, rồi hàng ngày có mấy con khỉ xuống sinh hoạt, lâu ngày người dân địa phương gọi đó là chùa khỉ. Thôi nói tới đây cũng được rồi. Nếu các bạn nào tò mò muốn biết tập 2 của series đi du lịch này tụi mình làm gì và tham quan ở những nơi nào nữa thì hãy nhấn vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ team mình nha. Bây giờ trời cũng tối rồi, tụi mình còn phải đi ngủ nữa. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye.